Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Việt US 1040. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2020. Đây là cái video chúng tôi thực hiện liên quan đến tình hình trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang Cali. Video này chúng tôi đặt cái tên là Khi nào có trợ cấp thất nghiệp 400 đô từ sắc lệnh của Trump tại California. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm thứ Bảy, như chúng ta đã biết, Tổng thống Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp nhằm gia hạn một phần trợ cấp thất nghiệp liên bang 600 đô mỗi tuần đã hết hạn vào tháng 7, như một phần của đạo luật khe. Lệnh của Trump đề nghị viện trợ thất nghiệp thêm 400 đô la một tuần. Theo lệnh hành pháp của Trump, thì chính phủ liên bang sẽ chi trả 75% trợ cấp thất nghiệp, tương đương với 300 đô la mỗi tuần, và các tiểu bang sẽ phải trang trải chi phí 25%, tức là tương đương với 100 đô la mỗi tuần, từ cái nguồn quỹ cứu trợ Corona có tên gọi là CRF. Số tiền đã được phân phối cho các tiểu bang để trang trải các chi phí cần thiết phát sinh do COVID-19 mà trước đây không được tính vào ngân sách tiểu bang. Nói cụ thể hơn một chút xíu về cái khoản 400 trợ cấp thất nghiệp mở rộng mà do cái sắc lệnh của Tổng thống Trung ký. Thì nói là 400 là trợ cấp thất nghiệp từ liên bang, nhưng mà thực chất á, trong đó liên bang chỉ chịu 300 thôi quý vị. Và 100 thì các cái tiểu bang phải tự trang trải. Đó, thì cái chi tiết nó cụ thể là như vậy. Và riêng đối với từng tiểu bang mà khi trang trải 100 đô này, thì theo ông Bộ trưởng Tài chính Mnuchin cho biết, thì các tiểu bang phải lấy tiền ở trong cái quỹ cứu trợ Corona gọi là CRF để mà lấy ra mà trang trải. Thì ông Newsom hôm thứ Hai trong một cuộc họp báo thường kỳ để thảo luận về phản ứng của tiểu bang đối với virus Corona cũng như là đối với cái sắc lệnh của Tổng thống Trump, thì ông này cho rằng California hiện nay khá khó khăn để có thể có được 25%, tức là tương ứng với 100 đô một tuần cho một người thất nghiệp mà tiểu bang phải lo trong cái khoản thanh toán 400 đô bổ sung theo cái sắc lệnh của Tổng thống Trump. Thì ông Newsom cho biết hiện nay tiểu bang không có cái nguồn tài nguyên nào để mà có thể giúp cho tiểu bang thực hiện tốt cái điều này. Mà ông còn nói thêm như vậy, không có tiền nằm trong cái con heo đất từ đạo luật khe trước đó. Tức là theo cái đạo luật khe trước đó thì mỗi tiểu bang được cấp một cái ngân quỹ gọi là quỹ cứu trợ Corona CRF. Thì hiện nay theo ông Bộ trưởng Tài chính Mnuchin nói là trên toàn nước Mỹ thì cái quỹ này nằm tại các tiểu bang nó lên tới con số gần 80 tỷ đô la. Nhưng thật ra hiện nay có theo phản ánh của rất nhiều tiểu bang thì cái con số 80 tỷ đô la này chỉ trên giấy thôi, chứ thật ra các cái tiểu bang thực hiện cái chế độ là trích tiền cho các cái địa phương để mà đối phó với COVID-19 á, theo cái cách là các cái địa phương phải chi trước rồi sau đó là quyết toán lại với tiểu bang để nhận lại tiền. Thì hiện nay các cái địa phương nó chưa có quyết toán đầy đủ, cho nên thấy con số 80 tỷ đô la chung của các cái tiểu bang về cái nguồn quỹ cứu trợ Corona virus CRF là nhiều như vậy. Nhưng mà theo các thống đốc tiểu bang, kể cả tiểu bang Cali luôn, thì cái số tiền này hiện nay là bị chi ở 75% rồi. Cho nên là 80 tỷ thì còn lại khoảng chừng 20 tỷ thôi cho tất cả các tiểu bang trên đất Mỹ. Riêng tiểu bang Cali thì không biết con số là bao nhiêu, nhưng mà nó cũng nằm trong cái khoản đã chi 75% thì chỉ còn 25% thôi. Cho nên ông Newsom mới nói là không có tiền nằm trong con heo đất từ đạo luật khe là như vậy đó quý vị. Số tiền 400 đô bổ sung sẽ là một khoản lợi lớn cho công nhân California bị mất việc làm, làm tăng thêm khoản trợ cấp trung bình hàng tuần ở tiểu bang là 305 đô và lợi ích tối đa không có bổ sung là 450 đô. Thì ông này dự kiến như vậy nếu mà áp dụng cái 400 đô từ cái sắc lệnh của Tổng thống Trump. Thì thống đốc nhấn mạnh rằng các cái chương trình khác của tiểu bang sẽ phải cắt giảm nhiều để tính đến việc California trợ cấp thất nghiệp. Và ông này nói rằng điều đó sẽ tạo ra một gánh nặng cho một tiểu bang thậm chí lớn như California cũng không thể hấp thụ nổi. Ông nói đây là một điều khó khăn lắm.
Tuy nhiên thì tại California theo thống đốc Newsom thì người lao động sẽ nhận trợ cấp sẽ ở người lao động mà đang nhận cái trợ cấp thất nghiệp tại Cali đó sẽ thấy thêm 400 đô tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần theo phát lệnh cho Tổng thống Donald Trump ký. Nhưng để đẩy nhanh số tiền cho những người thất nghiệp thì thống đốc cho biết hôm thứ Hai tiểu bang sẽ huy động 400 triệu đô la mỗi tuần và phải lập trình lại hệ thống máy tính của EDD, tức là sở thất nghiệp đó quý vị, và sẽ mất thời gian và tốn kém không ít. Ông này nói như vậy. Ông này cũng nhấn mạnh rõ là chúng tôi phải lập trình lại hệ thống được xác định là khó hoàn hảo ở EDD. Thì EDD hiện nay họ ước tính cần từ 3 đến 4 tuần để lập trình lại các hệ thống máy tính hoạt động vốn kém cỏi của mình để chuyển từ việc thêm khoản thanh toán thêm 400 đô thay vì khoản thanh toán 600 đô của liên bang đã kết thúc vào cuối tháng 7. Tiểu bang cũng cho biết sẽ tìm kiếm các nguồn tài trợ đảm bảo khác. Thì ông Nelson muốn nói là tất cả những cái gánh nặng đó sẽ tạo ra sự chậm trễ về thời gian và sẽ khiến hàng triệu người phải thất vọng vô cùng. Mặt khác, hiện nay Eddie cũng cho biết rằng là đã có những cái thất vọng đáng kể do tiểu bang không trả tiền trợ cấp thất nghiệp kịp cho một bộ phận rất lớn trong số 7.31 triệu công nhân California đã nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu từ giữa tháng 3 đến ngày 1 tháng 8. Sở thất nghiệp tiểu bang đang vướng mắc trong việc giải quyết những hồ sơ tồn đọng khổng lồ về các yêu cầu chưa thanh toán đã làm chậm thanh toán cho khoảng 1.13 triệu công nhân California. Thì Newsom cho biết rằng là Cali cần tiền mặt của liên bang để hoàn thành cái khoản thanh toán 400 đô la này. Thống đốc cho biết tiểu bang hiện cần nhiều tháng để sửa chữa các trung tâm cuộc gọi bị hỏng, hệ thống máy tính không phù hợp tại AD. Và ông cho biết rằng là thật ra ông không muốn triển khai một chương trình mới có thể tạo thêm những sự trục trặc. Và thống đốc Cali nhấn mạnh, tôi nhận ra mức độ lớn của thách thức và gánh nặng mà chúng ta đã có với hệ thống thất nghiệp của mình. Như vậy thì ở tại video này, chúng tôi muốn truyền tải, chia sẻ cùng quý vị cái thông tin gì là chủ yếu. Câu hỏi được đặt ra là khi nào có trợ cấp thất nghiệp 400 đô từ sắc lệnh của Trump tại Cali? Thì có nhiều người hỏi là có chắc có hay không? Tức là có nghĩa là tiểu bang Cali có tham gia vào cái việc thực thi sắc lệnh tổng thống Trump hay không thì mới nói đến chuyện là chừng nào có. Thì qua cái phát biểu của thống đốc của tiểu bang Cali thì chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin thôi nha, chúng tôi không dám khẳng định. Là ông này ông đã có nói là tại Cali người lao động trợ cấp thất nghiệp ở California sẽ nhận thêm 400 đô la tiền thất nghiệp hàng tuần theo lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký. Ông ta nói như vậy là sẽ có. Nhưng để có nhanh á thì thống đốc Cali cho biết tiểu bang cần phải huy động được 700 triệu đô la mỗi tuần và đồng thời phải lập trình lại cái hệ thống máy tính của AD. Thì trước đây cái hệ thống của AD được thiết lập là trả 600 đô một tuần từ cái nguồn trợ cấp thất nghiệp mở rộng của liên bang. Bây giờ nó điều chỉnh thành 400. Cho nên là cái hệ thống lập trình tự động của máy tính tại cái sở thất nghiệp của tiểu bang Cali mà chúng ta hay gọi nôm na là EDD đấy, họ phải lập trình lại. Mà khi mà lập trình như lại như vậy thì dĩ nhiên phải tốn thời gian và phải tốn kém nữa quý vị. Cho nên ông này ông mới dự đoán trước là qua cái câu phát biểu là tất cả những gánh nặng đó sẽ tạo ra sự chậm trễ với thời gian và khiến cho hàng triệu người phải thất vọng vô cùng. Đã. Thì ông nói là ông nói rõ như vậy luôn, tức là sẽ có cái 400 này, nhưng mà quý vị thấy rằng theo cách nói ổng là sẽ không nhanh đâu, nó sẽ có một sự chậm trễ nhất định. Rồi mặt khác thì ông nói là cái hệ thống máy tính của AD thì cần phải là hoàn chỉnh lại. Hiện nay á cái hoạt động của AD cũng có một số vướng mắc mà nhiều cái người đang nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc những người nộp đơn họ đang đang thậm chí là đang khiếu nại, đang phản ánh lên, đó là những cái tồn đọng về hồ sơ, rồi các cái trung tâm cuộc gọi bị hỏng,
rồi cái việc thanh toán chậm trễ, vân vân. Như vậy thì trong cái điều kiện đó mà bây giờ Eddie lại còn phải thay đổi cái lập trình của mình để mà kịp chi trả cái 400 thay vì 600 như trước kia, nó đều đòi hỏi thời gian và tốn kém chi phí nữa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng của tiểu bang Cali là như vậy. Tức là để áp dụng được cái sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc gia hạn một phần trợ cấp thất nghiệp của liên bang thành 400 từ cái số 600 lúc trước, thì mỗi một tiểu bang, mỗi một cái hoàn cảnh nó khác nhau, từ cái nguồn tiền cho tới điều kiện máy móc cho tới con người. Và như vậy thì ở video này chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng quý vị là chúng ta có thể tạm thời tính đến thời điểm này là yên tâm là tiểu bang Cali sẽ có 400 đô thực hiện theo sắc lệnh của Tổng thống Trump. Nhưng mà dĩ nhiên là tiểu bang sẽ phải nỗ lực rất nhiều, như là ông thống đốc Cali nói là phải cắt giảm nhiều cái chương trình để đảm bảo cái phần trợ cấp thất nghiệp của Cali, mà ông ta dự đoán rằng là mỗi một tuần như vậy để có thể trả được cho mỗi một người lao động thêm 400 đô một tuần theo cái quy định của sắc lệnh của Tổng thống Trump, thì tiểu bang, riêng tiểu bang Cali thôi là cần tới 700 triệu đô một tuần lận. Thì quý vị thấy là mức độ nó rất là lớn. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp và mọi người sẽ nhận được cái khoản tiền này đúng ý nghĩa như là cái sắc lệnh mà Tổng thống Trump đã ban hành, nhằm giúp đỡ mọi người ở đang gặp khó khăn trong cái điều kiện là đại dịch COVID-19 lan tràn và tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của người dân khắp nơi, đặc biệt là người dân ở tại tiểu bang Cali. Kính thưa quý vị, cái video ngắn của chúng tôi nói về việc khi nào trợ cấp thất nghiệp 400 đô từ sắc lệnh của Trump được thực hiện tại Cali tới đây là tạm chấm dứt. Nếu có những thông tin mới, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị sau. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, mời quý vị đăng ký like share để ủng hộ kênh. Một lần nữa, xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị và các bạn.